Xin chào tất cả các bạn, mình là nàng tiên mực đây. Thường khi đến tiệm xăm của mình thì các bạn cần phải đặt lịch trước khi xăm. Nhưng có một số trường hợp là các bạn hứng lên, là các bạn vào tiệm và muốn xăm liền luôn. Nếu mà không xăm thì các bạn sẽ đến tiệm khác. Và mình hôm nay mình muốn giải thích cái tầm quan trọng của việc tại sao phải đặt lịch trước khi xăm. Mình sẽ có một cái tình huống để minh họa cho các bạn biết những cái trường hợp mà các bạn tới tiệm của mình không đặt lịch trước thì sẽ như thế nào nha. Rồi, xong. Quá ok luôn anh ơi. Quá đuối rồi, về nghỉ mới được. Anh ơi. Hả, gì sao em? Ấy xăm con kiếm hình xăm cho em liền đi. Ủa mẹ, em có đặt lịch trước chưa? Chưa anh, nhưng mà gấp quá rồi. Gấp? Giờ anh xăm cho em đi, anh không xăm em đi tiệm khác xăm vậy. Từ từ không được, mai được không? Sao? Không, gấp lắm rồi. Chứ giờ tiệm anh cũng nghỉ tới nơi rồi em. Thôi anh kiếm gì anh xăm đi, chứ anh giờ em muốn xăm mà anh không xăm em đi tiệm khác không xăm giờ. Thôi rồi, được rồi, để anh xăm cho. Ừ, ngồi đi. Ôi, đuối quá. Rồi, xong rồi về. Rồi, chạy. Gì xăm lem em ghê vậy anh? Ở trời, đuối quá, kỹ lắm rồi đó. Trời, chết em luôn rồi. Vậy đi, bữa sau tới ấy anh dặm đây cho. Đuối quá, mệt quá, anh ngồi không nổi luôn á. Ừ, bữa sau dặm đây em nghe, gớm quá. Tại em gấp quá mà, thôi không cảm nha. Sau tình huống thứ nhất á, thì các bạn có thấy không, khi mà một người thợ xăm á, vừa xăm xong cho một khách hàng á, thì anh ấy cần phải có thời gian nghỉ ngơi để mà phục hồi sức khỏe nè, tinh thần nữa. Chứ nếu mà bạn muốn anh ấy xăm liền á, thì anh ấy sẽ rất là mệt nè, dẫn tới cái hiệu suất làm việc không có tốt và cái kết quả là hình xăm của bạn có thể nó sẽ không có đẹp giống như là bạn mong đợi. Ôi đói quá, xăm từ sáng giờ chưa có miếng cơm nào trong bụng hết trơn. Tranh thủ ăn miếng cơm đi. Thầy ơi, có khách tới xăm thầy. Hả? Dạ có khách ngoài kêu tới xăm. Nói khách đợi xíu được không? Chưa ăn cơm nước gì hết. Khách bảo làm luôn thầy ạ. Chết bà. Trời ơi anh ơi, sao chưa quẹt đường của em anh ơi? Trời ơi em thông cảm, xin lỗi, tay gùng quá. Chưa ăn cơm sao tay rung dữ vậy? Đúng rồi, nãy em vô hối quá, anh chưa kịp, anh tính ăn cơm, em hối quá, em chưa kịp ăn cơm. Rồi giờ sao anh, coi anh sửa lại cho em đi. Em thông cảm, ngồi xuống đi. Mà khoan, đợi anh đi ăn cơm cái. Tại gùng đuối quá, đau bụng quá. Rồi, vậy anh đi cơm lẹ đi nha. Rồi, không sao đâu, mới nét mờ không sao đâu. Nhanh nha. Sau tình huống thứ hai thì mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp như thế này, là khi mà các bạn đặt lịch trước thì người thợ xăm đã biết chính xác cái khung giờ mà bạn đến. Anh ấy sẽ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ và một cái tinh thần sảng khoái sẽ cho bạn một cái hình xăm thật là đẹp. Anh ơi. À, chào em, sao em? Ấy anh coi kiếm cái hình nào làm cho em cái full lưng đi. Rồi ok, vậy em đặt cọc đi rồi anh thiết kế rồi. Không, em tới là anh coi anh thiết kế làm cho em xong trong ngày hôm nay luôn. Gì? Để tối em bay nữa. Full lưng mà làm xong trong ngày luôn hả? Mà chưa thiết kế gì hết, giờ sao? Ấy anh kiếm đại cái hình nào được, có một kem là được rồi. Anh cứ thiết kế coi gọn gàng là được. Rồi ok, để anh thiết kế liền, làm đèn cho em luôn, em ngồi đợi xíu nha. Rồi, ok. Rồi xong rồi đó, coi cái tác phẩm của anh đây nè, ngắm coi đẹp không, làm mà tận tâm lắm luôn á. Trời, cái lưng em vậy mà anh làm cái hình chút xíu vậy anh? Trời, chứ hồi nãy em nói kêu gọn thì gọn gì mấy xong ý là em gọn trong cái lưng của em chứ, trời, nguyên cái lưng chà bá anh làm hình chút xíu à. Chứ hồi nãy ông nói xong trong ngày xong thì xong thấy gọn mấy trong ngày mới xong chứ, xong chà bá thì sao trong ngày xong được. Chết em luôn rồi, giờ sao đây? Trời, lưng đẹp vậy mà sao là sao? Mốt anh coi anh nhận anh làm được thì anh làm chứ không thôi chứ thì cũng... anh nhận mà anh làm chỗ này chết em rồi. Cũng em không, nãy em vô em hối anh kia trong ngày thì anh mới thiết chứ, bình thường anh phải thiết kế trước mà giờ chứ giờ em vô em gấp em hối thì giờ nó vậy thôi chứ giờ sao. Thì đúng rồi, nhưng mà anh ngắm anh nhận anh làm cho nó đẹp thì anh nhận, chứ anh nhận xong anh làm quẹt sơ sài thì chết lưng em luôn rồi, giờ sao sửa được. Thôi vậy bữa sau em về quay lại đây đi rồi anh nói cho nó bự ra xíu em. Chứ tại cũng em không à chứ. Trời ơi, vậy thôi em để nó lành mối em kiếm anh nữa đi, chứ để vậy là chết lưng em luôn á. Vậy thôi vậy đi. Qua cái tình huống thứ ba này á, thì mình muốn nói với các bạn là để có một hình xinh đẹp thì chúng ta cần phải có cái thời gian để thiết kế. Và khi đó thì người thợ xăm sẽ tính toán cái vị trí mà đặt để cái hình xăm cho hợp lý nè. Và những cái chi tiết ở trong hình xăm nó phải như thế nào, cái bố cục nó ra sao thì mới đạt được kết quả tốt nhất. Anh ơi, ơi hỏi em không đặt lịch trước em xăm liền được không anh?
Rồi ok em ngồi đợi xíu đi, anh đang lỡ tay cái hình này xíu 5 phút là xong rồi. Em ngồi đợi xíu anh xong cái anh ra tư vấn xong cho em liền nha. Rồi, ok à. Ngồi đợi xíu giùm anh nha. Ui, ui, ông em, ui, dậy. Ủa anh, tiệm xăm được chưa anh? Xăm gì khuya, xăm gì tiệm anh tới giờ đóng cửa rồi. Khuya rồi, về đi, bữa khác ghé. Hồi nãy em tới buổi trưa mà. Trưa ông ngủ ở đây 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Cái hình nó nãy tính xong lẹ mà cái chi tiết nhiều quá làm hơi lâu, thông cảm, bữa khác ghé. Không đặt lịch trước thì vậy đó. Nãy sao anh nói em một xíu mà. Tại cái hình nó anh tưởng đâu xong nhanh nhưng mà xong hoài nó không xong. Thông cảm nghe, bữa khác ghé alo anh trước cái đặt lịch cái rồi tới nha. Rồi dạ rồi anh. Thông cảm nha, về đi. Và tình huống cuối cùng này đó cũng chính là cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với bạn. Đó chính là tất cả các người thợ đã có khách đặt lịch trước và phải xăm trong một khoảng thời gian rất là lâu. Và bạn phải ngồi đợi có thể là vài tiếng, thậm chí là đến cuối ngày luôn và hết giờ làm việc rồi thì bạn vẫn chưa có được xăm nữa. Và mình muốn nhắn nhủ đến những vị khách hàng của mình như thế này, các bạn hãy đặt cọc trước khi xăm để tụi mình có thể thiết kế ra những cái bản thiết kế hoàn hảo nhất. Hãy đặt lịch trước khi đến xăm và quan trọng nhất là hãy đến đúng giờ khi đến xăm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.